Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Kem dưỡng da đây, kem dưỡng da đây, kem dưỡng da nhãn hàng Siro uy tín số 1 hàng đầu Việt Nam. Chị em nào da ngăm muốn trắng cấp tốc, mua kem này trộn vô da một cái, một ngày một trắng luôn. Chị em mua nhanh tay có hạn nha anh em ơi. Mua 1 tặng 10, mua 1 tặng 10 nha bà con, ghé vô ghé vô. Ủa cái gì mà ồn ào bên kia ồn ào vậy ta? Ủa Sim Sam ơi, từ nãy giờ tôi ngồi tôi nghe ông rôn ông rao bán cái gì mà ồn ào vậy? Mọi người có biết ông bán gì không vậy? Ông biết. Ông biết hả? Ủa Sim biết gì không Sim? Trời đất ơi, từ sáng giờ tôi đứng đây tôi bán mà rô cứ kiểu la 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 bán kem dưỡng da đây la la la, trời sáng giờ nhức đầu gần chết luôn trời. Ủa cái gì? Siro bán kem dưỡng da hả? Ủa cái gì kỳ vậy bạn? Tự nhiên con trai mà lại đi bán kem dưỡng da ta. Ủa mà khoan từ từ, tính ra là Siro bán hàng mà không thông báo cho anh em gì biết gì hết trơn vậy. Ok thôi mọi người mình qua mình xem coi ông rô bán, ông bán kem gì vậy? Qua xem coi. Rồi là có ai thử nè. Ồ trời ơi. Bây giờ là da chị hơi đen đen ấy, em có cái cách nào có thể giúp cho chị da trắng hơn không? Trời, chị tìm đến chỗ em là chính xác rồi chị ơi. Chỗ em bán một hũ kem này 50.000 một hũ, em mua 1 tặng 10. Sức vô cái qua sao trắng luôn. Da em đen giờ sức trong 5 phút trắng được không? Trời da em đen vậy trời, hỏi chi cho mất công. Bây giờ em nhuộm lên cái tóc của em thành tóc trắng cũng được nữa. Ê mấy người kia cho tôi hỏi này coi, cái gì mà tự nhiên gì mà mua kem dưỡng da gì tùm lum la tôi nghe ồn ào vậy? Ủa Siro hôm nay anh đang làm gì vậy? Hay không thấy vậy? Anh đang bán kem dưỡng da chất lượng cao thương hiệu Siro nổi tiếng thế giới. À kem dưỡng da hả? Ủa mà khoan từ, kem dưỡng da của anh gì đâu mà em thấy nó bên trong nó không có nhãn dán hay gì vậy anh? Tính ra là mình bán kem dưỡng da thì mình phải có nhãn dán của nhãn hiệu gì chứ. Em thấy cái kem này của anh bỏ trong cái hũ không à, không thấy nhãn hiệu gì hết trơn. Trời, vậy là tại vì chưa có thương hiệu Siro thôi, chứ là thương hiệu tao làm tao đã mắc in Việt Nam, mắc in Siro. Tao tập hợp tất cả những cái loại kem gọi là VIP nhất thế giới tao bỏ vào đây, chắc chắn xốc vô cái quà này mày trắng luôn. À mấy bạn ơi, hóa ra đây là kem dưỡng da do anh Siro tự chế tạo, tự gọi là phát minh ra bạn ơi. Gì mà nghe trắng gì sức có đêm thôi cha, ngày mai là trắng luôn hả? Ừ chứ sao, công dụng hiệu quả thật thì. Ồ vậy luôn. Ủa mà cho chị đặt từ từ. Sao không muốn đặt nhiều? Chưa gì mà cá mui đã mua rồi, từ từ phải tìm hiểu kỹ càng đã chứ. Ủa mà rồi cái kem này nè là rô bán bao nhiêu một chai? 50.000 một chai, mua 1 tặng 10 luôn. Ủa gì kỳ vậy? Tính ra là kem dưỡng da là bình thường là phải đắt lắm chứ mấy bạn. Tự nhiên kem dưỡng da bán có 50.000 một chai, bự ơi là bự, mà còn mua 1 tặng 10 nữa. Rô lừa đảo đúng không? Lừa đảo gì mà lừa đảo, tại vì người trong team tao bán rẻ thôi, chứ người ở ngoài hả tao bán 5 triệu hũ. Trời ơi cái gì ghê quá vậy? Thôi Phong ơi, Phong không mua thì Phong đi ra chỗ khác đi, để đấy cho đây là đồ của hội chị em mua. Đúng hội rồi. Chị em cần mua thì hội chị em mua, chứ em không cần gì cứ đi ra ngoài đi. Trời ơi thôi trời ơi, cho chị đặt 10 hộp nha. Trời ơi mấy bạn ơi, không có luôn, ca mua đặt 10 hộp tặng 100. Trời ơi mấy bạn ơi, cái gì kỳ trời. Tính ra là kem dưỡng da bán có 50.000 một hộp mà mấy cái bà này cũng mê cũng mua nữa trời. Cái gì kỳ vậy, cái này cái đồ Bằng càng rẻ thì càng gọi là không có, gọi sao là không có chất lượng. Mọi người đừng có mua. Bằng ca. Bây giờ mày không mua thì mày đi chỗ khác để người ta mua, giảm gì mình tự nhiên đứng đây phá đây giờ phá rồi mình phá không? Kêu mang bắt bây giờ. Đi rồi ok thôi tôi không nói nữa, nhưng mà rô nhớ mặt cái nha, rô bán kem mà không có nhãn hiệu rồi kiểu rồi cẩn thận nha. Tao quay tiếp giờ đi chỗ khác. Quá chừng tao làm ăn đi, phá gì làm ăn không đâu. Rồi, chị em okay. Nào mua bao nhiêu hũ đâu nào. Rồi cho em 1 hũ nghe anh. Rồi cho em 3 hũ nha anh ơi. Trời 3 hũ á, Simi 3 hũ tặng 15 hũ, tặng 30 hũ luôn. Còn Simi ủ kỳ vậy. Người yêu đại gia đâu mua con hũ vậy, mua 10 hũ đi anh khuyến mãi kèm 100 hũ luôn. What? Trời ơi nghe sướng dữ vậy, thôi cho em 1 hũ nghe. Sam, Sammy, Sammy. Cái gì vậy? Đi về nhà, tôi cấm nha, không được mua kem của ông Rô bán. Đi về nhà nhanh lên, cái kem này rẻ tiền lắm. Đi về nhà nhanh lên. Cái gì kỳ vậy, tôi muốn mua kem mà. Không được. Chị khách cho em vài hộp, yên tâm. Ok. Nè nha, mấy bà mua bà xài một mình mấy bà đi, đừng có dụ dỗ Sammy xài mấy cái đồ kém chất lượng này, tôi không có muốn gọi là Sammy dùng đâu. Ê Kai ơi, tôi nói nè. Cái gì mà đồ kém chất lượng, đồ kém chất lượng. Ê, nó phá gì làm ăn của mọi người kìa, mọi người quánh nó. Để mình nói cho bạn nghe nè, bạn là bạn da trắng rồi á, không bạn không cần dùng, mình là giờ tụi mình da đen tụi mình dùng. Rô lấy cho em 1.000 hũ. Trời coi luôn cái gì mà mua nhiều vậy. Thôi mệt quá mệt đó, thôi Sam ơi về nhà nhanh lên. Về nhà tôi nói đó, bà mà mua mấy cái kem này bà biết tay tôi hay chưa, mấy cái đồ này không bán rẻ lắm, không có chất lượng đâu. Đi về nhà nhanh lên, cắm xài nghe chưa mẹ gọi.
Ôi trời mấy bạn ơi, hey, mấy bạn thấy không, anh Siro các bạn, ảnh bán cái kem gì đâu mà mình thấy không có nhãn hiệu gì hết trơn á. Mình nhìn thôi là mình đã nghi ngờ rồi. Chắc chắn cái kem này là kem kém chất lượng các bạn ơi. Mấy bạn nhớ nè, là đừng bao giờ mua những cái hàng gì mà nó không có nhãn hiệu đàng hoàng. Và đừng có mua những cái hàng gọi là kem dưỡng da nào mà gọi sao nó rẻ quá nha các bạn nha. Bởi vì những cái đó mình phải bôi lên da chúng ta, nhưng mà giá nào, tiền nào là của đó mà. Mua càng rẻ thì càng kém chất lượng, cho nên đừng có mua nha các bạn. Không thôi là bị bệnh hay gì là chết á. Hay mà ông Rô không bán kem gì mà rẻ dữ ta. Thôi kệ ông đi, thôi không quan tâm. Ờ, em mọi người hình như Siro bảo là xuất cái kem này thôi là mặt trắng bóc luôn á mọi người. Đó. Ồ, mới lại là cái này là do Siro sản xuất nè, nên là chắc chắn là anh em mình không thể nào hại nhau được, nên là chắc chắn là cái này là hiệu quả lắm luôn nè. Đúng rồi, hôm qua em vừa mới thử xuất nè, giờ da em trắng đó trời luôn nè mọi người thấy không? Đó, kem nó hiệu quả mà. Ê, bôi vào tay nè, bôi vào chân nè, ui bôi lên mặt luôn đi mọi người. Bôi luôn, mình phải dưỡng da, mua nhiều cho dưỡng da cho mọi người. Dưỡng da cho chị em ơi, dưỡng. Heo con ơi, mau lớn lên có đôi ngà to. Phải con heo mà, phải con voi cho ta. Nhầm, lộn. Nè heo ơi, ăn cho nhiều vô nha mấy bạn heo, ăn cho nhiều vô để mau lớn nè, để tôi đem thịt mấy bạn ra chợ tôi bán nè, ăn đi các bạn ơi. Ê, Phong ơi, tôi nói nghe nè. Vậy? Ê, bữa nay ông ăn ít lại thôi nghe. Biết rét ông nhìn như trang mấy heo luôn á. Ê, cái bà này vô duyên, tự nhiên kêu tôi giống heo à. Giận hết sức luôn trời. Ôi, đùa. Không được nói như vậy. Trời ơi, biết rồi. Cái gì vậy? Ôi, đau lòng quá. Ôi, bình tĩnh. Ủa khoan, từ từ, tự nhiên hôm nay anh em trong Hero Team tiện đội mấy cái đầu quái vật lên trên đầu làm gì vậy? Trời mọi người. Hả? Ủa Kai, làm gì Kai? Cái gì mà quái vật ba? Trời ơi, tất ơi, tụi tôi á đang gọi là che giấu thân phận của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là vậy? Thay đổi rồi. Trời ơi, tụi tôi xấu lắm. Ủa cái gì mà tự nhiên hôm nay mọi người đeo cái mặt nạ vô xong mọi người kêu là tôi xấu lắm là sao? Đâu Kai, cái kể mặt nạ coi bị gì vậy? Đâu cho coi cái khuôn mặt nhớ, không nhớ được không được, trời ơi nha, 3, 2, 1. Trời ơi, cái gì vậy? Ủa Kai, ông đứng im chỗ tôi coi. Cái gì đâu mà cái mặt của ông cái gì xanh lét vậy Kai? Trời đất ơi, thì hôm bữa cho tôi sức kem của ông Siro á, cái sau đó về nó ngứa, cái gãi rồi sau đó cái mặt tôi giờ nó tè le vậy luôn nè. Trời ơi các bạn ơi, cái gì mà khuôn mặt của Kairon cái gì đâu mà xanh lè xanh lét như là hút khổng lồ xanh vậy trời. Cái gì mà ghê quá vậy trời, mà nhìn thấy ghê quá. Ủa còn Camu với Sim làm gì đội vậy hả? Camu ôi bị ngứa nhưng mà bị nổi mụn tè le khắp mặt luôn nè. Hả gì? Camu cũng bị nổi mụn hả? Đâu Camu thử kể cái mặt nạ coi. Đây là gì nè, 3, 2, 1. Trời, cái gì vậy trời? Tính ra bà Camu nhìn còn ghê hơn Kairon nữa. Kairon chỉ bị xanh mặt thôi, còn Camu nổi mụn quá trời. Đâu chị Camu đứng im coi, ngứa mặt lên. Nè, thấy chưa? Trời ơi, nổi mụn quá trời. Ủa mà khoan từ, nhưng mà có 3 cục mụn mà không sao chị. Ủa con Sim, Sim sao vậy? 1 cục mụn cũng là vấn đề chứ bà. Camu thì còn đỡ, còn mặt tôi tè le hơn Camu luôn á trời. Sao? Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Cho tôi coi khuôn mặt bà coi. Trời ơi, cái gì vậy? Quái vật mấy bạn ơi. Ồ khoan từ, xin lỗi Sim nha. Xin lỗi, tôi nhầm. Ủa mà khoan từ Sim ơi, bạn ngước mặt lên coi, ngước mặt lên coi. Trời ơi, cái gì mà mặt bạn nổi mụn tùm lum la vậy, nhìn ghê quá à. Ôi. Biết sao bây giờ mặt tè le, bây giờ không dám gặp ai luôn á nè. Trời ơi, Kairon thì bị xanh mặt, Simmy thì nổi mụn, Camui cũng nổi mụn luôn. Thấy chưa bà, thấy chưa Sam? Lần trước tôi kêu bà là đừng có mua mấy cái kem của ông Rô bán rồi, bà không nghe tôi, thấy chưa? Trời ơi là trời. Hey, ủa mà khoan, tính ra là cái này là mọi người bị vậy là do sức kem của ông Rô á phải không? Đúng rồi. Ai, trời ơi, tôi đã nói rồi mà không nghe tôi hay chưa? Cái gì nó càng rẻ thì nó càng kém chất lượng. Trời ơi, bây giờ nhìn nè, nhìn cái mấy bạn thấy, mấy bạn còn nhận ra đây là Simi Cute của các bạn đúng không? Trời ơi, nổi mụn luôn ghê luôn. Hey, không được rồi các bạn ơi. Như vậy đây không phải là một cái chuyện bình thường nữa rồi. Ông Siro ổng đã lừa đảo mọi người các bạn ơi. Ổng bán cái kem gì đâu mà xức vô cái xong giờ nổi mụn tùm lum ra. Chắc chắn là Siro đã gọi là bán đồ kém chất lượng rồi. Đây chắc chắn là một vụ án rất là nghiêm trọng. Với gọi là phong cận thám tử thì tôi không bao giờ mà tôi có thể bỏ qua chuyện này được. Mọi người yên tâm, tôi sẽ lấy lại công bằng cho mọi người. Mui đừng khóc nữa, Mui tội nghiệp Mui quá. Đã đến lúc phong cận thám tử phải ra tay. La 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 la. Oh, hello Siro nha.
Hello Siro. Cái gì vậy? Gì vậy? Qua đây phá rồi hả? Đâu có phá gì đâu, tính ra là em qua đây để em tính mua hàng á chứ. Ôi sáng giờ bán được nhiều kem không anh? Trời vô hàng ơi, trời hôm nay bán đắt lắm em ơi. Trời sáng giờ bán được 100 chai rồi. Trời ơi, từ sáng giờ bán được 100 chai kem luôn. Trời ơi, đã nha, đã nha. Hôm nay nè, em tự nhiên em cũng muốn được trắng giống hội chị em á, cho nên là em mới muốn qua đây mua ít kem nè, anh có thể bán cho em ít kem được không? Trời sao, thấy công dụng của anh quá tốt rồi nên qua đây mua cái gì? Đúng rồi, trời ơi, em nói thiệt nha, kem của anh á, hội chị em sức vô cái hội chị em ai cũng trắng bóc luôn á trời. Nhìn thích gì đâu luôn trời. Bây giờ anh lấy cho em 100 chai đi. Trời ơi, 100 chai, trời lấy nhiều vậy? Một chai là 50.000, một chai 50.000, giờ Phong lấy 100 chai là 500.000. Ủa khoan mấy bạn ơi, hình như mình thấy cái gì đó hơi sai thì phải. Tính ra là 50 nhân 100 là bằng 5 triệu chứ đâu ra 500 ông nội. Thì nói chung là tao mua mấy tính toán em bao nhiêu tiền cũng được. Mày thấy tao mày mua nhiều rồi tao vui rồi. Trời giờ đưa tiền cái gì tao đưa hàng cho. Thôi giờ tự nhiên kêu với ta thì ông tính sai cho nên tôi hết muốn mua rồi. Thôi chắc không mua nữa đâu. Đi chơi mày, tự nhiên qua đàn hay thôi mà không mua giờ tính phá rồi đúng không? Ai có phá gì đâu. Anh nha, đứng lên, anh đã ôi giờ sao bắt tôi? Sao bắt tôi? Siro à, công an đã đứng ở đây rồi, anh không còn chối tội được nữa đâu. Mọi hành vi của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Vào ngày hôm qua, khi nghe anh bán kem dưỡng da giá rẻ, tôi đã không tin tưởng kem của anh cho lắm. Vì giá quá rẻ, chỉ 50k một hũ thì thật không thể tin được. Chắc chắn đây là một loại kem kém chất lượng. Nhưng do là tôi không có bằng chứng để tố cáo anh, cho nên tôi đã bỏ qua cho anh. Cho đến ngày hôm nay, Kairon, Mèo Simmy và Camui vì quá ham mua đồ rẻ nên đã mua kem của anh để sức dưỡng da. Và hậu quả là hôm nay Kairon, Mèo Simmy và Camui đã bị nổi mụn và ngứa ngáy trên da. Họ đã khóc lóc và tố cáo anh cho tôi. Là một thám tử nên tôi không thể làm ngơ được. Tôi đã quyết định điều tra. Đầu tiên tôi đã lén đột nhập vào nhà anh để kiểm tra thử. Tôi đã phát hiện anh nấu kem tại nhà mà không xin phép. Không những như vậy, kem của anh còn được làm từ rất nhiều chất không rõ nguồn gốc. Mùi của loại kem này khi được nấu lâu lên thì cực kỳ khó chịu. Sau đó tôi đã phát hiện anh có một căn phòng chứa rất nhiều kem do anh tự làm. Những loại kem này vừa không rõ nguồn gốc lại còn không được giữ gìn vệ sinh cho nên trông rất là bẩn. Tôi đã quay lại cảnh anh làm kem trái phép để làm bằng chứng và tôi đã báo lại cho công an. Hành vi phạm tội của anh đã bị tôi phát hiện rồi, không còn gì để chối đâu, lên công an nhanh lên. Thôi em biết tội em ơi, công an đừng bắt em. Trời Phong ơi, nói công an đừng bắt tao. Phong, tôi biết tội rồi. Em nói anh nghe nè, anh công an có thể tha cho anh, em cũng có thể tha cho anh, nhưng mà còn hội chị em thì em không biết. Siro, trời ơi, Siro, rồi xong em chết luôn. Là em bán kem dưỡng da như thế nào mà kem dưỡng da kiểu gì mà mặt chị nổi toàn mụn rồi này, cả Simmy cũng thế này, nhìn đi. Đâu có biết, em rất là tin tưởng anh, anh bán kem dỗm cho em xem sức lên cái mặt em tè le nè, giờ cay hết thích em luôn. Trời ơi, đâu ơi là đâu. Biết đâu tụi đâu trộn nhiều kem vô là nó mà gồm vip hơn hay không bị vậy đâu. Làm sao mà sống yên được. Thế đó, chết đi. Chạy đi đâu, chạy đi. Chạy đi đâu. Rồi xong rồi mấy bạn ơi. Rồi xong luôn, này thì cho cái tật bán kem gọi là dởm nè. Rồi anh công an đuổi theo luôn bạn ơi. Bắt lên đồn đi anh ơi. Trời ơi trời. Hey, ok bạn ơi. Và bạn thấy đó, cái đó chính là sự trừng phạt dành cho anh Siro. Do anh Siro bán kem dởm mấy bạn ơi. Cho nên là hội chị em sức lên mặt xong nổi mụn tùm lum luôn. Ok. Và anh em thấy là cái khuôn mặt của Camu với lại Simmy nhìn có ghê không? Bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mình nhìn thấy ghê quá anh em. Mình nhìn thấy mình nổi hết da gà luôn anh em. Đó, các bạn nhỏ nên nhớ nè, là đừng bao giờ gọi là sử dụng những cái loại mỹ phẩm hay là những cái loại kem mà nó không có nhãn hiệu đàng hoàng nha. Những cái đồ mà càng rẻ bạn thì gọi là chất lượng của nó sẽ càng kém nha. Cho nên nhớ đừng ham hàng rẻ mà gọi là mua nha bạn nha. Ok bạn ơi, và coi như là vụ án lần này Phong Cận đã gọi là giải quyết phá xong rồi các bạn ạ. Đúng là Phong Cận thám tử thông minh ơi là thông minh luôn đó. Mấy bạn thấy Phong có thông minh hay không nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi, thì mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em thấy thích video này, đừng quên hãy để cho Phong một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video thám tử lần sau. Phong Cận thám tử xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.